Chào mừng các bác, đây là clip 9900. Em này thì bộ cườm rất là khủng, giọng rất là thục, vừa gù xong. Đó. Giới thiệu sơ bộ các bác là con này độ thuần rất là cao, chân này, cườm này, to quả này. Con này trước nó ở lồng quả đào rồi cắt đuôi, bây giờ cho ra lồng này cho nó để nuôi lại đuôi. Clip 9900 nhé. Con này là tố chất rừng già, chim rừng già nhưng mà thuần hóa được rồi. Ốp vào con nào gù. Gáy gọi thì đủ hậu 4 tiếng. Con này thổ cườm vừng. Bộ mã sáng to, ngoan chim. Ăn rất gọn đây này. Ăn không rơi thức ăn một tí nào cả. Đấy. Phân rất xoắn. Phân xoắn, khỏe mạnh. Đây là con chim mình rất cưng. Con này có hứa là để lại cho một anh bộ đội. Trước anh bộ đội lấy một con còi to. Anh bộ đội đuôi 006 hay nào. Tí nâng lại số điện thoại. Đó. Con này thì bảo hành giọng thổ, bảo hành chim trống, bảo hành chim không tật lỗi gì cả, không ngoáy ngửa chân chưa cẳng gì cả. Đó. Đó, các bác là như vậy. Đó. Mã nó rất sáng, quả rất to. Quý vị, số điện thoại tổng đài chim cu gáy hay là 0 33 5305982. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình đặt tên clip này là clip 9900.